Quang Ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video sáng nay của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang đứng trước mặt một nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị ơi. Thì nghe nói là chị Kim Nga lên quý cô chú anh chị. Thì không biết sáng nay chị lên sớm luôn để làm cái gì, thì Duy Minh xin mời bà con ngô bác vô vào bên trong ha. Đó. Chị trợ lý Kim Nga đến. Anh Ngọc. Đâu rồi? Chị Kim Nga đó rồi. Dạ rồi. Về hả? Bộ tới trễ. Ủa chị đi vô sớm lắm hả? 5 giờ. Mấy giờ? 5 giờ. 5 giờ là vô tới đây rồi. 5 giờ rưỡi anh vô là bây giờ rồi. Ủa bên quả viên cho vô luôn hả? Khán giả mà. Ồ. 5 giờ là vô đây sớm rồi quý cô chú anh chị, không biết có cúng cái gì không ta? Hả? Anh? Không. Không có cúng gì chứ hả? Ủa sao lên không cúng gì hết trơn ta? Thắp nhang xong gì hả? Nga lên hả? Lên lúc 5 giờ ai đâu vô được mà máy quay. Ủa sao biết vậy anh Ngọc? Ngọc thấy hả? Sớm mà 5 giờ rưỡi em cũng được. Năm giờ. Ngọc thấy hả? Vậy là 5 giờ rưỡi anh vô có nói gì không anh Ngọc? Nói câu gì nhất? Nói câu gì? Hôm nay lên sớm nha, em lên sớm bây giờ có gì? Gì hả? Dạ nói với anh đúng không? Nói con cầu một à, lâu lâu lên lần nói con cầu một có nói gì nữa không anh? Nói cái này đi về rồi. Đi ra chứ. Gì hả? Thôi để sáng nay ở Duy Minh cúng bắp bảy màu cho chú Vũ Linh nghe quý anh chị. Xong rồi cái dưới ly cà phê sữa nè. Xong cái Duy Minh sẽ hỏi thăm về cái gì, chị Kim Nga tiếp nha quý cô chú anh chị. Hỏi hả? Sao hả? À biết rồi. Nghe nói là em biết rồi đó. À, quý cô chú anh chị thôi bây giờ thì Duy Minh thắp hương và mời chú về dùng những cái món ăn đơn sơ quý cô chú anh chị ơi mà lộng lẫy. Đó. Chứ mình là cái gì nó cũng đơn sơ quý cô chú anh chị, người miền Tây đơn sơ. Nay thì mình mua trái bắp bảy màu nha quý cô chú anh chị. Rồi bắp đổ nhựa luôn đó, bắp này ngon lắm đó, chú ơi, mời chú về đây dùng nha. Sáng nay sao chị Kim Nga đi sớm mà lên mà không mua cái gì cho chú ăn nhân ta. Cảm ơn nha mọi người. Bắp đổ nhựa luôn, bắp bảy màu luôn nha quý cô chú chị nè. Đó. Mình cũng bắp bảy màu. Đọc lão mình chứ. Bảy màu thiệt ta. Bảy màu hả? Bắp bảy màu đó giờ luôn em mới thấy luôn á. Bắp này bắp Thái Lan nha mọi người. Bắp nhỏ ngoài không mà nó ngon dữ vậy ta. Sáng sao nước dữ vậy? Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng chạp năm 2023, năm âm lịch, năm Quý Mão, Tuổi Thọ. Hôm nay là Duy Minh xin thắp nén hương trình dưới các vị các ngài thổ thần thổ mộ tàu địa đất đai dân vật thần hoàng bổn tỉnh long thần hộ pháp và nghĩa trang quê hương Bình Dương, cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông Kinh Thạch Võ Văn Quang có phó tranh tâm giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch, năm Quý Mão, Tuổi Thọ 66 tuổi. Sáng nay Duy Minh có mua một ly cà phê sữa và một trái bắp bảy màu. Trước là mời chú về, sau là sao cầu nguyện cho chú dẫn sanh về thì mình cực lạc xin quý vị ngài thổ làng thổ mộ thổ địa đó ai dương trần thần hoàng bốn cảnh thông thần hộ pháp nghĩa trang của Duy Minh Dương nhận dùm tấm lòng của Duy Minh. Mô A Di Đà Phật. Rồi chú ơi mời chú về đây. Họ thật và Duy Minh cũng là nguyện giới với mẹ Quan Âm nhân biếu và Phật cho tất cả các linh những trong nghĩa trang của Duy Minh Dương. Thì về đây. Ngoài có gì vui vậy?
Vũ gì? Cái gì tới nữa không? Quý cô chú chị ơi, chị Kim Nga tới nữa gì rồi? Ơi, cái gì hả? Trăm rưỡi ngàn cặp. Ủa rẻ hả? Hướng cái này cây mặt trời đúng không? Hướng Dương. Quả tiền quà rồi quý cô chú chị ơi. Cái cây gì mà cái bông quá đẹp rồi. Cái gì? Quá trời luôn rồi. Từ đây có đi đâu có đi rồi. Từ. Đi mua liền luôn hả? Chừng nào mua trước đem vô trước. Để sao? Mà bây giờ là muốn cái giật cái gì mà tranh giật. Ý nó là giờ ông xí ở đây để năm hàng đây đúng không? Có chậu rồi kìa. Có chậu rồi đúng không? Có chậu chắc còn hàng dài xuống kia luôn. Ý nó bây giờ là xí chỗ này rồi. Là không chơi tới chỗ này. Thôi ông trước đây ông lập ông không cho ông trước. Để không cái cành nữa. Ừ đúng rồi, mình để ở ngoài đi. Ở đây chút xíu có 5 cây này nữa là cũng được. Dạ, anh mua chút mua liền không? À mua mua liền thôi, để ở ngoài luôn đi. Để chút mua liền mất công giờ nữa. Cho nó đẹp. Ồ. Để hàng đây nè. Ngay luôn, đây luôn. Mấy cây? 4 cây. 4 cây ha, tưởng đâu 6 cây chứ. 6 cây là mình để luôn. À trời ơi. Còn có một cái đường đi đủ con người đi thôi đó, 5 chậu nữa đó. Vậy rồi. Không mình để giữa đi anh, để giữa thấy đẹp hơn. Để giữa đây. Cái gì từ từ đừng cắt, đừng nóc, đừng cái gì đừng. Ồ, quá đẹp rồi quý cô chú anh chị ơi. Nè. Tấm nửa cặp. Chị Điền Lý chịu sống qua quá ha. Trời ơi. Hoa hướng dương mặt trời. Ông nội ơi. Mô Phật ạ. Của chị Điền Lý. Phát hiện nha, hôm nay giống ca sĩ dữ trời. Wow. Uống nó gàn luôn. Từ từ ra cái chỗ gì bán ho đây ta. Mua đâu anh? Đi chịu đi săn. Đi săn hả? Nhiều mà. Cặp đứng cặp rẻ mọi người ha. Cái độc rẻ. Vô nguyên vô luôn muốn lộ cây nào lộ. Cái đây mà gặp ở Bình Định anh là anh đem chậu ra xí luôn nhà. Đẹp nha. Nó thiệt mà, đẹp. Nó chậu ra luôn. Ông đem chậu là ông dành chỗ rồi kìa. Thôi giờ anh để nguyên hàng ra luôn đi. Cha nói đâu? Để đâu? Để cho đầy cho cậu với. Chứ bọn làm thật ớn nè. Nó làm gì đâu mà nó không cho. Là ổng xí rồi đó. Không ai lại là dành nữa à. Ổng xí luôn đúng không? Ổng xí rồi đó, là cái này là chỗ của ổng mà làm không ai dành nữa, nó có mua đẹp không? Không mà đúng không, để 5 cái vàng em đẹp mà. Đúng rồi, để 5 cây. Là người ta phải để cái bịch ni lông hoặc là cái bao để sẵn đó nha. Là ta xí chỗ đó, mặc dù là 2-3 ngày nó mới tới ngày. Mà ta xí trước hả? Ừ, xí trước. Lấy cái bao sẽ không có chạy lên. Không, cái... Mấy ngày trước rồi. Mấy 2-3 ngày trước là người ta đã để cái bao đó, người ta lấy cái đá ta dặn lên trên. Xí chỗ á. Không, cái này anh Ngọc anh nói hôm gà rồi. Cái này rồi, nói đâu. Anh cho không được, cái chứ anh nói cái này mà có 5 chậu màu tím là đẹp luôn đó. Cái này mà không có màu tím chứ. Bởi vì sao tới ngày Noel hai chồng anh đi ngang nhà thờ đó, cái thấy người ta để mấy cái bao, lấy cục đá dặn lên mà cứ mà dọn cỏ sẵn rồi. Ra là xí chỗ. Ông nói đây đâu. Nhưng mà nghe nói lỡ. Nghe thôi. Nghe nói lỡ. Cái này là của chị Nga Kim Hồ. Sao anh biết, biết. Trời ơi, anh đi sao mà sao anh nhìn cũng biết vậy. Sao không biết, anh biết cái thông tin sao trước khi mà anh vô đây mà anh hỏi anh Ngọc nữa. Đây là hoa của chị. Anh trước khi chị anh gì biết. Chị gì anh, chị gì anh? Kim Minh Hồ. Kim Minh Hồ hả? Kim Nga. Kim Nga. Anh biết trước khi mà anh vô anh hỏi anh Ngọc nữa đó, cho biết gì đó. Vậy là anh biết tin lên hả? Vậy là anh biết tin sao anh không báo? Đừng gà tôi vô đây nghe. Thôi. Đừng gà. Anh mà
anh mà biết trước chị đi Nga lên đây không phải biết sao. Hồi nãy anh nói anh biết trước rõ ràng nha. Thì ý là biết coi clip một tí. Biết trước anh vô đây anh hỏi Ngọc. Anh nói mốt mấy ông gài tôi không à, để tôi nói nè. Biết trước vô đây hỏi anh Ngọc nó ra, trước khi vô đây là họ chắc chắn là để nghe người ta nói mấy ông gài ta không à. Ta nói là biết trước vô hỏi anh Ngọc. Là tức là trước vô hỏi anh Ngọc là anh đã biết rồi. Đó. Thì tới đâu mấy ông hỏi người ta tới đó đi. Mày móc là không có tà lanh tà lẹt vậy nha. Tà lanh tà lẹt người ta nói là phe có Kim Hô đang rõ ràng. Ông biết trước. Không mấy, bởi vì hồi để né quay riêng mình mới được, quay chung mấy ông gài vô không à. Họ cái mấy ông giật tiêu đời lên cái. Đúng, thấy khán giả ta vô ta không biết ta chửi tôi nữa. Thôi. Nói, anh biết trước Kim Hô luôn không? Bậy bà. Người ta nói là biết trước Kim Nga lên mộ cậu Năm mà không nói. Bậy nữa không? Người ta nói là biết trước khi mà đi vô hỏi anh Ngọc. Bậy nói tào lao phải không? Một câu nói không là thấy không? Đó nó gài rồi. Mấy anh em gài mình đó quý cô chú anh chị. Người ta nói biết trước khi mà vô hỏi anh Ngọc cái tự nhiên cái biết trước chị Kim Hô tới. Rồi bả cái tào lao thì chết. Hai, một, sáu, tám, mười, hai, bốn, sáu, mười tám, hai mươi, hai, sáu, hai tám. Tại mấy anh em mới sáng nói chuyện vui cho không khí Tết á cô chú anh chị. Chứ không phải. Bây giờ mấy cái bông này chưa có cột nơ thôi mình cột luôn đi. Vui thôi nghe, đừng có để tiêu đời thiệt nha. Thiệt, ta vô ta chửi anh à. Rồi mấy này bởi vì gài thiệt cũng nội ơi. Cười vậy. Bây giờ mình đi thắp hương xung quanh không quý cô chú anh chị. Để chút xíu mình sẽ quay sau cái hoa của chị chị Kim Nga đó, quý cô chú anh chị là trợ lý trước của chú Du Linh đó quý cô chú anh chị. Trợ lý ngày xưa của chú Du Linh, người mà mồi và ủa chậu lấy nào anh, cái chậu có nào hả? Hồi tối hả? Sáng nó sờm tàu quý đứng dậy, ví dụ chị trợ lý Kim Nga đến thì có mang cái quà là một hoặc hoa. Anh Ngọc làm như sáng anh mua quà anh sợ hay sao anh không nói. Mua quà sáng ơi, lúc vô mình hỏi có đem gì không mua quà thì anh là không mua quà, chắc là anh ngại sợ bà con cô bác nói á cho nên anh nói mua quà. Tại vì cái vấn đề rất là nhạy cảm nha. Nam mô Phật. Nam mô gì? Chung có cái gì hòa vô nó sơm tụ quá quý cái chung vậy. Sáng nghe nó sơm tụ. Mà sáng mà phải khi mà mấy anh em mình được vô sớm á. Nam mô Phật. Được quay chị Kim Nga là để coi chị đến làm cái điều gì chia sẻ cho bà con cô bác thì nó sẽ hay, thước phim nó sẽ hay quý cô chú anh chị. Vì mình nghĩ rằng là sẽ từ từ nó mồi hoặc sẽ có là cô Sáu nè, cô Sáu nè, rồi Hồng Phượng nè sẽ lên đây quý cô chú anh chị. Nó mồi hoặc sẽ lên đây để thắp hương cho chú Du Linh. Vì mình bảo đảm luôn nó phải lên đó. Rồi chị Hồng Loan thì phải lên nữa rồi. Nam mô gì Phật. Chị Hồng Loan thì chị đã dự định trước rồi quý cô chú chị. Chị Hồng Loan thì chị lên. Hôm trước là chị nói là 23 là chị lên. Nam mô gì Phật.
23 Tết quý cô chú anh chị, ngay cái ngày mà đường táo gì chờ là chị sẽ lên đây. Nam mô A Di Đà Phật. Chút xíu giờ mình sẽ đảo lại và chia sẻ những cái gì của chị Kim Nga đem đến ha quý cô chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Do là ông Ngọc ông sợ chắc là ông hồi sớm mà ông còn giấu giấu để với mình hồi điều tra ra tí xíu. Nam mô Phật, coi còn đem gì lên không. Đó, cũng như là ông sợ bà con của bác nói. Nam mô Phật. Cho nên là mới đầu hỏi nói có đem gì không, anh là không. Nam mô Phật, do cái mấy anh em dù đông quá bị phát hiện anh không giấu được. Nam mô Phật. Rồi đem cái bình hoa lên. Thì cái bình hoa đó được đem để một bên đó quý cô chú vậy, ngay chỗ gồng đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mình nghĩ rằng anh em mình sẽ chia sẻ và nói một cách thiệt tình sẽ không sao, bà con cô bác sẽ không có nói gì anh em mình hết, tại vì mấy anh em mình ở đây mà, nên có gì mấy anh em mình nói cái nấy đó sẽ không sao ha. Nhiều khi mình giấu á, mình làm cho người ta nghi ngờ mình. Nam mô A Di Đà Phật. Làm cho người ta hiểu lầm mình đó quý cô chú chị. Chẳng thà có gì mình nói thật luôn. Đó, ai nghĩ gì nghĩ. Đó. Nam mô A Di Đà Phật. Dụ lên bên cô Sáu rồi Hồng Phượng rồi chị Kim Nga đồ lên mình cũng nói chuyện bình thường, có gì đâu, giống như chị Hồng Loan thôi. Đó, ai sai có người ha quý chú chị. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện mình thường mình chia sẻ, mình là người chia sẻ thông tin mà mình phải hỏi người ta mới nói mình mới nói được quý chú chị. Mình hỏi người ta mới trả lời mình. Vì mình là rất là thẳng thắn và rất là công tâm quý cô chú chị ơi. Việc nào đúng nào sai sai à. Đó, bà con cô bác của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ mấy anh em thì cứ sợ hỏi nhiều quá thì bà con cô bác lại cho là quan tâm. Cái đó không phải đâu quý cô chú chị. Cái công việc của anh em mình phải hỏi gì đó quý cô chú chị. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi nó mới có cái này cái kia đồ. Nam mô A Di Đà Phật. Có cái việc gì hay không đó quý anh chị. Rồi lên đây để làm gì rồi đem gì lên đó, rồi chia sẻ bao lâu rồi chưa lên đây đó, cho bà con cô bác còn hiểu nữa chứ không phải là mình hỏi là mình khoe này phải kia, không có ha quý chú chị. Anh em mình lại rất là công tâm luôn. Thì sáng nay mình cũng có mua trái bắp bảy màu quý chú chị, bắp bảy màu với ly cà phê sữa, mời chú về ha. Rồi. Sáng nay sau cái bàn thờ của chú trống trơn rồi quý cô chú anh chị. Đây là cái này. Đây là cái hoa, toàn bộ những cái hoa này là của chị Kim Nga quý cô chú anh chị. Bình hoa của chị Kim Nga nè. Đó. Thì anh Ngọc anh được em đem để đây ha. Đó. Cái dấu quà của chị Liễu hôm qua thì chị Liễu kêu là đúng ra là 2 ngày là đem xuống là phát cho anh em đó, nhưng mà quên đó quý cô chú anh chị. Gì nữa? Gì nữa? Quà tới nữa rồi. Quà tới quý cô chú anh chị ơi. Ôi ôi. Quá dữ luôn. Ủa quà này của ai đây? Gì? Quà tới nữa quý cô chú anh chị ơi, liên tiếp luôn. Nêu tao không chạy rồi, nhìn đi. Ôi quý cô chú anh chị, tới không chạy rồi, nhìn đi hả. Quá trời quà luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. 2, 4, 6, 8. Gì 8 nội? 2, 4, 6, 8 đúng rồi. 8 luôn kìa. 9. 10 luôn. 10. Từ từ con 10. 10. 10 phần quý cô chú chị ơi. Chị 10 phần đúng không? Của chị nào?
đang cái clip kia bây giờ ở đây tới rồi. Quà với bông hóa chừng vô tấp nập luôn. Quay không kẹp luôn, quay không kẹp luôn. Cái này có ai vậy anh Phương? Cho chị Điền Lý đúng không? Chị Điền Lý. Sáng mấy anh em mình nhận quà quý cô chú anh chị ơi. Chị Điền Lý chơi lớn luôn. Chị Điền Lý. Lớn luôn nghe quý cô chú anh chị. Chị Điền Lý cho phải không? Nay cho nữa. Hổm Điền Lý lì xì. Hổm là gửi Duy Minh là lì xì. Đó mấy anh em ơi. Không. Bán quyền, bán quyền. Quá trời rồi, quý cô chú anh chị ơi. Thôi vậy đi nha. Cái chỗ hổm mình đặt á anh. Từ đó phải suy nghĩ đó. Bóp gì? Tôi điều quá tôi nhịn tin nhịn cho vui đó. Gì vậy? Vui gì nữa rồi? Gì vậy? Đừng gì vậy? Quả vui gì? Vui gì anh? Nêu bức xúc nè quý anh chị. Dần dần nó tôi cười dần dần chơi qua ngày đó. Đó. Rồi. Tôi nó phải suy nghĩ đó. Rồi rồi mệt rồi nha. Mệt rồi đó. Cười bò. Hoa không được dần dần. Hoa. Nó hoa. Muốn dành lên nằm đi. Nếu nói mệt lắm đó nha. Đúng rồi, anh nói là nãy giờ là em đang suy nghĩ luôn đó. Đang suy nghĩ luôn. Tao không biết gì luôn. Ban quản lý qua viên vừa chạy ngang quý cô chú anh chị. Bây giờ tiếp tục chương trình nhận quà của chị Điền Lý ha. Đi lại đi. Đang bức xúc vũ. Nói tiếp đi. Bức xúc. Không nói nữa. Cái đó mình bỏ qua đi nè. Rồi. Bỏ qua đi, xí xó đi anh à. Xí xó đi. Cái nào cũng là ấy ha. Cái nào cũng là ai cũng như nhau hết. Nói gì đi chứ im ru vậy. Mời thằng Hoa nha. Xác vô mấy anh em ơi, xe tới nữa rồi. Xác vô. Sao hồi nãy anh nói vậy, nói chuyện lý ở Australia mà. Không phải. Úc. Ở Australia ông ơi, ở Úc. Anh mới nói Australia mà sao giờ phải anh đổi hả? Ở Úc Châu. Ở Australia đúng không? Thì chị Điền Lý nhờ em chứ Úc Châu, Úc Châu. Phương đi xuống nhà chị cô rồi chị Lý gọi nói là để mua mặt hàng anh em rồi chị gửi danh sách ba người. Tối qua thằng Phương Phương nó mới đi gọi mua đó. 9 giờ mới gọi mua. Đó, chắc là mình còn quà tặng cho anh em. Mình chẳng thấy có ai chị Phương nó nắm nha, chị biết luôn đó. Chỗ này là cái chỗ mà Duy Minh với là anh Phương đặt quà quý của chúng chị. Hổm cũng đặt quà của chị. Ờ cái chị vỏ bệnh màu tét đúng. Thì đó, cái vỏ giống hổm của anh tét rồi đó, của em chồng còn đi tin mấy không? Của em chưa tét. Vỏ này mấy người gói nha. Hai người gói. Sao em biết hai người gói? Ờ em nhìn sơ là biết rồi. Biết sao biết không? Hai người mối không quan trọng, quan trọng là quà này là của ai, ai được nhận đây nè. Ừ, nó quan trọng ở chỗ này nè. Bây giờ chờ Duy Minh ra nè đó. Chờ Duy Minh ra hả? Cũng được. Ứng trước được không? Ứng trước được không? Ứng trước cái gì phải tên mình trả lại. Hôm nay là 30 tây. Mấy anh em nhận quà của chị Điền Lý nha. Rồi Duy Minh lại kia đứng quay đi, không có quà. Gì trời, không có quà. Trời ơi, buồn rồi. Buồn làm chi em hết duyên phần cùng lỡ làng. Vì mình không có quà phải không? Không có, đứng đó đi, đã nói rồi mà. Có thì đứng ngay chậu nè, đứng ngay đây. Đứng ngay đây đi, ngày bữa nào tính tiếp. Rồi. Ngọc ơi. Chờ anh em. Anh em biết là hạng bên kia. Ngọc là phát quà giùm ta có em không nè, đừng em biết, đừng em ấy thôi. Có không? Mấy anh em nào mà nhận rồi, chú chị Điền Lý là bữa nay không có nhận thôi nha. Có không? Có kìa, hỏi nữa rồi. Vậy có không trời? Để cho người ta mừng coi. Có. Ờ có rồi, con Lý. Mấy anh em mà chị mở nhận của Điền Lý rồi là chị nói giỡn chứ với chị nói cho vui á chứ sao cũng được ha. Đó. Của em hả? Rồi sao em nhận có bị hai máy luôn nè. Đấy. Gửi mấy anh em một chút quà Tết. Mỗi lì xì rồi thì nay ra gửi quà. Rồi, này là 16 hết nhận được quà của chị Điền Lý rồi.
cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm trước là chị đi xì cho tất cả các anh em ha, hôm nay là chị tặng quà nữa, mình nói rất là cũng luôn. Thì năm mới tính đến, chúc cho chị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, gia đạo mình đang phát tài phát lộc. À, cảm ơn anh Áo Vàng luôn ha. Ờ, bây giờ anh đi trước này nha, thằng lớn nó còn 16 hết đâu anh Ngọc. Hai thằng anh bấm bấm vô số 1 giùm em nha. Số 1 bây giờ chạm đỏ lại hả? Qua điện cho ông Phong vô. Đợi nóng luôn quá. Anh em là có Duy Minh nữa đó nha. Không á. Duy Minh không có mà. Giờ không có. Anh này là Duy Minh Vlog, còn cái Duy Minh kia là riêng nữa. Duy Minh là Duy Minh. Có là Duy Minh kia cái gì có. Quà Tết ha, chúc chị gia đình gia đạo mình mang vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Rồi, thay mặt cho chị cảm ơn em luôn nha. Dạ. Ghê trời. Chị Điền Lý gọi. Chứ không ai nói nhưng mình nói chứ sao giờ. Bữa chị có đi xài rồi nè, chị gọi quà tiếp. Em cảm ơn chị Lý rất nhiều nha, chúc chị năm mới được nhiều sức khỏe, ăn khang thịnh vượng. Tiền rồi. Tiền ra nhiều tiền rồi. Rồi thay mặt cho chị Điền Lý cảm ơn anh luôn. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Vô. Sáng này bất ổn. Vậy em hai máy rồi nha. Mới tới bên nhà em không? Đi Dương Minh đi. Đã cho anh cho anh Đỗ Văn Hỏi đi. Anh Đỗ Văn Hỏi. Lấy gọi em nha anh Minh. Rồi. Thì em cũng nhận được cái món quà. Anh đâu có đâu. Anh Phương. Thì trước hết thì em xin chúc cho gia đạo gia đình chị thật là nhiều sức khỏe. À, con cái của chị là luôn luôn lúc nào cũng mạnh giỏi. Năm mới làm ăn phát tài. Cảm ơn chị. Ừ. Rồi xong. Rồi em ai mặt chị Điền Lý cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi đúng rồi. Rồi, rồi. Rồi gì ta anh yêu đúng không? Từ từ anh chưa đâu, anh đâu có đâu. À, chú Tiểu cảm ơn chị Điền Lý nha. Chú Tiểu đã nhận được là quà của chị Điền Lý. Cảm ơn chị Điền Lý rất nhiều. Rồi vô vỗ tay. Ê anh cho anh chưa chụp hình là nêu đây. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay từ từ. Ông cũng nhiệt tình ghê luôn. Và danh sách của chị gửi nha. Có danh sách này đây nha, tôi phải là mình gửi Phương nè. Miêu nè, Minh nè, Hải nè, Lâm Ếch nè, Ngọc nè, Hoa Điện Tiên nè, Phương là ai? Phong. À, Phong. Không. Phong ở đi, ở đây tới vậy. Khung, khung. Khung là ai? Khang á. Khang. Nói chung á, chị là chị gửi là chị lên danh sách hết hả? Không, chị đi lấy gửi mà. Chị gỡ, chị gỡ á. Cảm ơn chị Điền Lý nha. À, cảm ơn chị rất nhiều. Hôm trước chị đã tặng tiền cho anh em ở đây rồi, hôm nay còn tặng quà nữa. Rất tủi tấm lòng của chị ha. Chị cũng mua rất là nhiều kho để cho bọn năm ha. Nói chung là họ rất là đẹp. Xin chào, xin chào bọn năm. Bốn cây hướng dương đẹp các bạn. Anh thay mặt chị Điền Lý anh mến. Thay mặt cô chị Điền Lý là cảm ơn mấy anh em luôn nha. Em cảm ơn chị Điền Lý nha. Không có lì xì rồi, rồi được 50 đô. Đúng không anh Minh? Đúng rồi, mấy anh em đặc biệt đó. Quà nữa. Thôi em cũng cảm ơn chị Điền Lý rất nhiều nha. Rồi thay mặt cho chị cảm ơn em luôn, chúc gia đình em nhiều sức khỏe nha. Cháu anh Niu thay mặt đi chứ. Niu lớn Niu đứng ra cảm ơn. Thay mặt chị Lý cảm ơn đã tặng quà cho chị Hoa nha. Cảm ơn chị Lý tặng cho tất cả anh em ở đây nha. Thôi ở đây mình của này là của Phương. Phương cũng cảm ơn chị Điền Lý rất nhiều, chị chúc chị nhiều sức khỏe và gia đạo bình an. Năm mới được khỏe nha chị. Cảm ơn. Rồi, rồi. Cảm ơn. Rồi thay mặt Điền Lý cảm ơn. Còn của anh Phong đâu? Thôi mình nói được rồi. Rồi mình nói lên là biết rồi. Hai giùm nha. Cảm ơn chị Điền Lý. Chị nhận giùm cho anh Phong nha cô chú. Anh Phong á. Rồi quý cô chú chị ơi, một lần nữa thì Duy Minh rất là cảm ơn chị Điền Lý đã hỗ trợ tặng quà cho mấy anh em ha, buổi sáng rất là vui luôn. Thì không biết nói gì hơn, xin chúc cho chị gia đạo gia đình chị là nhiều sức khỏe, các cô chú bác ở bên nước ngoài cũng như là trong nước và ngoài nước thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống cái Tết này ha, mùa xuân ấm áp ha. Bây giờ thì Duy Minh xin kết thúc video ở đây. Bà con cô bác đừng quên đăng ký trang fanpage Duy Minh Vlog và kênh YouTube Duy Minh Vlog ha quý cô chú anh chị. Bây giờ Duy Minh xin chào, hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.